chào quý khán thính giả chương trình thời sự trong tuần của TV Tuần San Online, phát hình sáng thứ ba ngày 24 tháng 12 2019 từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi. Vũ Hà và chủ bút Nguyễn Hồng Anh xin chào quý vị. Chào anh Hồng Anh. Chào Vũ Hà và chào quý khán thính giả của TV Tuần San Online. Merry Christmas and Happy New Year. Thưa quý khán thính giả, mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự Việt Nam. Thưa anh, Viện Kiểm sát cho rằng cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn là người đứng đầu trong vụ án Mobifone mua AVG và đề nghị án tử hình. Thưa anh, có bị tử hình không anh? Thưa Vũ Hà, thưa quý khán thính giả của TV Tuần San Online, thì hôm thứ Sáu chúng tôi cũng có nói về vấn đề này rồi, nhưng mà khi đó là chưa có kết quả. Và đến hôm nay là ngày thứ Ba, đã có kết quả là tất cả mọi người đều lãnh án hết, từ tử hình cho đến 2-3 năm tù. Riêng năm cái người đứng đầu của cái vụ mà đại án của cái công ty Mobifone mua công ty AGV của ông Phạm Nhật Vượng, thì người bị nặng nhất là ông Nguyễn Bắc Sơn, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Ông vì ông ăn đến 3 triệu và ông bị cái tù là từ 16 đến 18 năm bởi vì sai quy luật làm nghiệp, là gọi là sai cái quy tắc để làm thiệt hại đến tài sản của nhà nước, thì bị từ 16 đến 18 năm. Nhưng mà bởi vì ông ăn hối lộ đến 3 triệu đô la, thành ra ông cộng hai cái sau thì bị tử hình. Cộng lại 16 18 năm với tử hình là tử hình. Đó là đề nghị của Viện Kiểm sát. Và người thứ hai là ông Lê Nam Trà. Ông Lê Nam Trà là ông nhận 2 triệu rưỡi, ông là chủ tịch của công ty, thì ông lãnh 23 đến 25 năm. Và ông Cao Duy Hải, cái người nhận 500.000 đô la, ông là tổng giám đốc của công ty, thì ông bị 14 đến 16 năm. Và ông Trương Minh Tuấn, cựu bộ trưởng, cũng giống như là ông Hải vậy. Nhưng ông chỉ nhận 200.000 đô la thôi, nhưng mà ông bị là 14 đến 16 năm. Đặc biệt, nhân vật đặc biệt nhất là cái nhân vật hối lộ, tất cả là 6.2 triệu Mỹ Kim cho các quan chức. Nhân vật này là nhân vật rất là quan trọng bởi vì ông ta là em ruột của người giàu nhất nước Việt Nam, là ông Phạm Nhật Vượng. Thưa quý vị, tòa Viện Kiểm sát chỉ cho ông 3 đến 4 năm tù mà thôi. Còn những người kia, còn 9 người nữa thì họ bị cái án nhẹ hơn. Thì tôi, Vũ Hà vừa nói rằng có phải là ông Bắc Sơn là bị gọi là cái người đứng đầu, phải không ạ? Đứng đầu trong vụ Mobifone. Thì thưa quý vị, đúng là ông là người đứng đầu, tại vì ông là bộ trưởng của bộ 4T, là cái bộ chủ quản, làm chủ của cái công ty truyền thông Mobifone. Thưa quý vị, thì ông là cái người bị Viện Kiểm sát nói rằng ông là người đứng đầu. Nhưng mà khi ra ở trong phiên tòa thì thưa quý vị, ông nói tôi không đứng đầu, tại vì trên tôi có người lớn hơn. Người lớn hơn nói thưa Vũ Hà là ai, biết không? Cựu thủ tướng của tôi. Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng. Thưa quý vị, ngay là sau khi mà có cái tin như vậy ra thì tờ báo Thanh Niên họ chạy cái tích là cựu Bộ trưởng Bắc Sơn khai làm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Ông nói như vậy. Và cho đến bây giờ ông vẫn nói như vậy. Nhưng mà Viện Kiểm sát nó không phải chỉ đạo là phải có ra một cái quyết định ký đàng hoàng. Ông nói cũng có ký, cái thông tư là nói làm đi thì chúng tôi mới làm. Mà khi đó là vào khoảng đâu là cuối năm 2015 thì chuẩn bị cho đại hội 12. Thành thử ra không biết là ông Dũng có nghĩ rằng là bởi vì ông có thể sẽ không được làm thủ tướng và có chắc chắn là không làm được tổng bí thư, thành thử ra ông ra lệnh sớm cho mấy cái người này thi hành cái việc này. Vào đúng cái ngày mà ký mà ăn mừng là ngày 25 tháng 12 năm 2015. Thì đúng vào cái ngày đó và qua tháng Giêng, chưa tới một tháng sau thì ông Nguyễn Tấn Dũng mất chức. Thì đến bây giờ vẫn cãi nhau, tranh cãi là ai là người ra lệnh. Ông Nguyễn Bắc Sơn nói tôi là người đứng đầu của cái bộ. Nhưng mà tôi không phải là cái người đầu não. Đầu não là cái ông thủ tướng, thủ mà. Thủ tướng là cái người đầu não ra lệnh cho tôi, chỉ thị cho tôi và tôi làm theo chỉ thị. Thì theo quý vị, nó tranh cãi nhau thôi. Và có cái điểm là nó cũng hơi tức cười là, như tôi cũng có trình bày rồi, là vào cái ngày 19 tháng 12 thì ông xin phép, đang còn sự mà. Ông nói cho tôi về nhà để tôi gặp vợ con tôi để tôi khắc phục.
thì cho nguyên một ngày 19 ông về. Tại vì ông nói trước đó thì thưa quý vị, trước đó thì khi thì ông nói rằng là ông tất cả 3 triệu đó đưa cho con gái. Nhưng mà sau đó rồi nói là không đưa. Rồi trước đó nói là không có nhận hối lộ. Sau đó là nói là có nhận hối lộ, tức là ông cũng khai lung tung lắm. Thì cái ngày 19 ông được cho về. Thì nguyên một ngày qua, ngày sau ngày 20 thì tòa tuyên bố là ông bị án thiền, bởi vì ông vẫn ngoan cố, gia đình ông không chịu hợp tác để khắc phục trả lại cái tiền đó cho nhà nước. Mà thưa quý vị, nhiều bạn đọc, nhiều quý khán giả của TV Thần Sang nói rằng chúng tôi nói tiền của nhà nước là không đúng. Đúng thưa quý vị, tiền đó là tiền của nhân dân. Nhưng mà bên Việt Nam khi nào nhà nước họ cũng, Đảng Cộng sản cũng gọi là tiền của nhà nước hết. Mà tiền của nhà nước là tiền của Đảng, chứ không phải tiền của nhân dân. Ở nước Úc này, nước mà tự do đó, dân chủ đó, khi họ nói là tiền của nhân dân, tiền của người thọ thuế, bất cứ cái tiền gì, lương của ông thủ tướng ăn cũng là do người thọ thuế, nó gọi là taxpayer, người thọ thuế. Nhưng mà ở Việt Nam là của nhà nước, mà nhà nước là do Đảng cầm đầu. Thành thử ra họ nói tiền của, đúng ra mình phải nói là cái tiền đó là trả tiền lại cho Đảng hơn là cho nhà nước. Thì ông, gia đình ông không có chịu. Thành thử ra Viện Kiểm sát Nhân dân có nói rằng là bởi vì ông ngoan cố và gia đình không chịu hợp tác. Thành thử ra bởi vì không chịu trả lại 3/4 cái số tiền mà ông đang hối lộ, ông ăn 3 triệu. Thành thử ra họ nói bởi vì ngoan cố, thành thử ra họ cho tuyên án tử hình. Thì nhưng mà thưa quý vị, đó là mới Viện Kiểm sát đề nghị thôi. Và như tôi đã từng nói ở đây, ở trong cái chương trình với là luật sư Nguyễn Tân Hải cái đây gần tuần, vào thứ năm tuần trước, thì ông Hải tôi có nói rằng là không có tử hình đâu, và họ cũng có thể bị những cái án nhẹ thôi, bởi vì nó có cái bây giờ họ nói rằng ở bên Việt Nam á là có cái mặc dù cho dù tuyên án tử hình, nhưng mà nếu mà biết ăn năn hối lỗi chẳng hạn, hay là lập công lớn, bây giờ có cái lập, tại vì sau này vào năm 2015 và 2017 thì thưa quý vị, họ có gọi là sửa đổi lại cái bộ luật hình sự. Thành thử ra những người nào trong khi đã bị án tử hình rồi, ngay ông này hiện giờ là mới chỉ là bị đề nghị thôi, chưa bị án, nhưng mà ngay cả bị phán tử hình rồi thì trong thời gian đang còn chờ đợi địa tử hình á, nếu ăn năn hối lỗi, nếu biết khắc phục và nếu lập được công lớn thì sẽ giảm từ án tử hình xuống trung thân. Và họ nói thế nào gọi là lập công lớn hay là khắc phục. Thế này, nghị quyết của Tòa án Nhân dân có giải thích thế này: chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô nhận hối lộ, tức là cứ nhận hối lộ đi, mà khi nào bị án tử hình hay là bị án rồi, mình trả lại 3/4 là không có tử hình, là xuống, rồi sau trung thân, rồi trung thân cũng được cho về thôi. Thứ hai nữa là cái lập công lớn là hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng trong vấn đề phát hiện và điều tra xử lý tội phạm. Và có một cái nữa đó là họ có nói thế này: trong cái thời gian mà bị tù đó, mà nếu có làm những công việc như là cứu nạn những người khác bị tai nạn hỏa hoạn như vậy đó, mà có cứu được người ta, làm những cái hay là phát minh những cái phát minh mà có lời cho đất nước đạt khai, thì cũng sẽ được coi như là một cái gọi là lập công lớn. Thì tôi nghĩ đang ở trong tù thì làm sao mà đi ra ngoài mà cứu những người khác, là cứu nạn người khác được, ở trong tù mà sao làm những cái phát minh được. Thành ra nó hơi tào lao, cái luật của nhà nước của Việt Nam cũng hơi tào lao. Thành thử ra vụ rồi vừa rồi Vũ Hà có nói rằng là có bị tử hình không, thì Vũ Hà còn nhớ là năm ngoái, tháng 5 năm ngoái, là tòa án tối cao ở Hà Nội đó xét cái vụ mà Ocean Bank á, ngân hàng Ocean Bank á, thì ông tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn, ông đã bị án tử hình. Ông đã bị tử hình chưa? Chưa. Thưa quý vị, chưa. Ông đang nằm chờ ở trong tù, và có thể ông sẽ được đặc cách và được miễn. Thưa anh, vậy thì cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó là cái người mà như ông Nguyễn Bắc Sơn nói đó, thì liệu ông có bị ra tòa không anh? Vâng, thưa quý vị, thì đó là cái câu hỏi mà không phải là Vũ Hà hỏi tôi nữa, mà thưa quý vị, nhiều người ông đặt vấn đề. Ai cũng biết rằng là ông Ba Dũng, Nguyễn Tấn Dũng là một cái tay mà gọi là con sâu, một cái người mà gọi là hàm ăn hối lộ. Có lẽ chưa có cái người nào trong cái Đảng Cộng sản cầm quyền mà ăn hối lộ như là Nguyễn Tấn Dũng. Và như vậy cả cái đại gia đình của ông, từ cha đến con, đều là lợi dụng cái chức vụ của Đảng để rồi
tham ô và họ quá giàu. Ông Dũng, ông nổi tiếng về cái vụ mà nhiều người nói là cả tỷ bạc nữa, mấy cái đó mình có bằng chứng, nhưng mà qua cái vụ mà dầu hỏa đó, ông ăn biết bao nhiêu. Rồi còn cái này là nhỏ thôi, cái vụ này là chỉ là mấy trăm triệu Mỹ Kim thôi, là nhỏ đối với ông Dũng. Nhưng mà cái người mà họ tham á, ăn cái gì họ không ăn, họ ăn được cái gì là họ ăn, không chưa một cái gì hết á. Thì Nguyễn Tấn Dũng ở trong cái vụ này là chắc chắn là có, không chạy đâu được hết. Và như người ta nói rằng là có con gái ở trong nữa, tại vì con gái của ông là một tay gọi là tư bản, chủ tịch của nhiều công ty, và cái công ty mà Amex á, công ty mà gọi là thập giá định giá đó, một cái công ty vô danh. Nhưng mà rồi cuối cùng từ Bộ Truyền thông, thưa quý vị, cho đến cái ông Phạm Nhật Vũ, em của ông tỷ phú, là một người buôn bán giỏi, vậy mà cũng đồng ý với cái giá cả của cái công ty Amex cho nó trị giá, nó là người ta nói với bộ viện kiểm sát nói là nó trị giá được khoảng gần 2 tỷ 2.000 tỷ thôi. 2.000 tỷ là bao nhiêu? 2.000 tỷ là khoảng 84 triệu Mỹ Kim thôi. Nhưng mà họ bán đến là 8.900 tỷ đồng tiền Hồ. Anh thử ra mấy trăm triệu đô la. Anh thử ra người ta nói là có dính dáng cha con ở trong. Nhưng mà thưa quý vị, cái báo Thanh Niên có chạy là nói rằng là ông Nguyễn Bắc Sơn khai là làm theo tinh thần của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì tôi nghĩ rằng có. Nhưng mà cái vấn đề ông có ra không? Đó là cái vấn đề. Thưa quý vị, tại vì ngay cả cái ông mà Nguyễn Bắc Son này đó, ông khai như vậy đó, nhưng mà cái viện kiểm sát sẽ có cái lý do để mà không có kêu ông kia ra, là bởi vì hôm nay ông khai này, mai ông kia cái khác. Ông Nguyễn Bắc Son là ông khai ngày hôm nay thế này, qua ngày sau thế khác. Cũng như là luật sư của ông nói là trời nắng trời mưa không có biết được. Thành thử ra cái lời khai của ông không bảo đảm để kéo ông Nguyễn Tấn Dũng ra. Mà ngay cả thưa quý vị, nếu ông khai mà viện kiểm soát mà có thể tin tưởng được thì ông cũng có ra. Tại vì ở bên đây là không phải nước dân chủ. Có bao giờ mà một cái nhân viên cao cấp thủ tướng ở trong Bộ Chính trị ra mà làm chứng đâu. Tại vì ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước độc tài này, không có cái vụ mà những cái nhân viên cao cấp của đảng hay là của chính phủ ra làm chứng, khác với ở những nước dân chủ. Những dân chủ nếu trong những cái vụ án hối lộ mà một người đó khai rằng người kia có nhúng tay vào thì họ phải ra để đối chất. Thì ở trong một cái nước không có dân chủ, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ không bao giờ ra. Tôi nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ ra. Chắc vậy. Bây giờ qua phần thế giới anh. Thưa anh, lần thứ ba trong lịch sử một Tổng thống Hoa Kỳ bị đàn hạt. Theo anh, tại sao Đảng Dân Chủ nhất định phải đưa ông Trump ra đàn hạt vậy? Anh nghĩ có thành... Thì họ phải đưa ra thôi, tại vì móc quá. Đảng Dân Chủ móc có người ra làm Tổng thống muốn nắm chính quyền. Bởi vì cái vụ mà năm bầu cử năm 2016 đó vụ hả? Thì cứ tưởng rằng là bà Hillary Clinton, thưa quý vị, là sẽ thắng cử. Quý vị đã biết rồi, ai cũng nghĩ rằng là bà thắng bởi vì tất cả cái thăm dò dư luận nó vô án. Và đều nói bà sẽ thắng hết. Nhưng mà cuối cùng bà là thua. Mà thua như vậy đau quá. Thành thử ra họ tìm tất cả những cái bằng chứng, hay là những phải là bằng chứng mà những cái cơ hội nào để đàn hạch ông Trump thì họ vẫn làm hết. Thành thử ra họ phải làm. Và bây giờ thì họ đã phóng lao rồi, đã cởi lưng cọp rồi. Thành thử ra vẫn tiếp tục. Họ sẽ đưa lên Hạ viện. Hạ viện thông qua rồi họ sẽ đưa lên trên Thượng viện. Nhưng mà mấy ngày hôm nay thì họ cũng chưa đồng ý với nhau trước cái quy tắc lên trên đó ai sẽ là người chủ tọa. Người của đảng Cộng hòa đưa ra hay là người của dân chủ. Thành thử ra đến bây giờ họ vẫn chưa có đồng ý như vậy. Để cái người mà, tại vì cái người mà đứng đầu với con mà để điều hành cái vụ mà sự ở trên Thượng viện rất là quan trọng. Một cái chánh án tối cao pháp viện chẳng hạn như vậy. Thì không biết là ai sẽ là người đưa ra. Thì mấy bữa nay họ chưa làm được. Mà thường viện họ nói bên bà Pelosi đưa lên chúng tôi để chúng ta tiến hành ngay. Nhưng mà họ chưa có làm. Tại vì bà thấy không an toàn. Thật ra họ vẫn còn dìm lại. Thì vừa rồi, sau khi mà vừa thắng cái đàn hạt ông Trump, thì bà lại mời ông Trump đi chủ tòa một cái ngày mà gọi là có cái gì? Mời đọc diễn văn liên bang, thông điệp liên bang vào ngày mùng 4 tháng 2 năm 2020. Thì thưa quý vị, ông Trump là rất là cao cờ. Như người khác như vậy, đang học tôi đâu có làm tổng thống nữa.
À, giờ đó tôi có đồ làm thống, tôi ra đọc lý bang, gọi là diện văn liên bang làm gì? Tôi không có ra, nhưng mà ông đồng ý, tôi đồng ý ra đọc diện văn thông điệp diện văn liên bang tại Hạ viện vào ngày mùng 4 tháng 2. Mà trong thời gian đó là họ đang có thể đang còn sự. Thì như vậy chứng tỏ rằng là ông Trump biết rằng là ông sẽ không có bị đàn áp, và ông vẫn ra đọc diện văn liên bang bình thường như mọi người, như những năm trước. Và thưa quý vị, thì cũng cần nói cái chuyện đó nữa là vì bởi vì Thượng viện họ nắm đa số, mà muốn thông qua cái đàn hạt đó đó thì phải có 2/3, tức là 100 nghị sĩ thì phải có trên 2/3, rất là khó. Mà đảng Cộng hòa ngay ở dưới Hạ viện á, là không có người nào bỏ phiếu để mà chống ông Trump hết, để đàn hạt ông hết. Thành thử ra lên trên Thượng viện là no way, không bao giờ có thể có chuyện đó. Thành thử ra tôi nghĩ rằng là bây giờ là đảng Dân chủ bây giờ cũng như là gọi như là rất là cởi đứng cọp rồi, và ở trong một tình trạng rất là bối rối, bởi vì những cái cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy rằng là dân chúng vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump. Và mặc dù ông bị đạt như vậy, nhưng mà ông có bị mất phiếu tín nhiệm của nhân dân chúng. Thành thử ra tôi nghĩ rằng là ông Trump đây là một cái, biết đâu cái vụ này sẽ làm cho ông thắng cử mà vẻ vang còn hơn lần trước nữa. Thưa anh, Trung Cộng vừa đưa vào hoạt động một chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên do họ đóng. Anh có gì để nói về chiếc tàu ở Sơn Đông này không thưa anh? Vâng, thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 12 vừa rồi, tại cái hòn đảo Hải Nam, thì ông Tập Cận Bình đến dự cái buổi lễ gọi là commission, tức là chính thức, bên Việt Nam họ gọi là đưa vào biên chế đó, tức là chính thức hoạt động. Cái tàu Sơn Đông này họ đóng cũng lâu rồi, và cũng đã trong hơn một năm qua cũng có đi tập làm thử. Và vào ngày 17 tháng 12 thì họ chính thức là đưa vào sử dụng. Thì trước đó họ dự kiến là dự trù là vào tháng 4 thì họ đưa vào hoạt động, nhưng mà bị trục trặc máy móc, thành thử ra không có làm được. Và theo nhiều người nói rằng á, là mặc dù chiếc tàu này nó cũng lớn đấy, nhưng mà nó lớn nó chỉ là 312m, rộng 75m, cũng chưa phải là lớn lắm. Rồi nó lại chạy bằng diesel, chạy bằng dầu. Tàu mà chạy bằng dầu thì nó cũng yếu lắm, nó phải chạy bằng nguyên tử như là tàu của Mỹ mới được. Họ có thể là họ đi ra ở ngoài biển dài hạn. Rồi chiếc tàu này thì cũng có thể là chứa chừng khoảng 1190 người thôi, khác với tàu của Mỹ nó chứa 5-6 ngàn người đó, lớn lắm. Và họ nói rằng đây là một cái thành công lớn của nước Trung Cộng, bởi vì lần đầu tiên Trung Cộng có chế được một chiếc tàu tự chế. Thưa quý vị, trước đây thì họ có mua một cái vỏ của chiếc tàu mà đem đi bỏ rồi, đi dục rồi, của nước Ukraine, và họ chế, họ làm thành ra chiếc tàu Leonin. Bây giờ họ làm chiếc Sơn Đông thì họ tự làm hết. Nhưng mà các cái nhà mà phân tích họ cho rằng là cái tàu mà của Trung Quốc á, đang làm chiếc mà Sơn Đông này là bất chước cái kiểu của Liêu Ninh. Và cái khả năng mà tác chiến rất là yếu. Và bên Việt Nam tôi thấy cũng có tờ báo họ chạy cái tít là cái chiếc tàu mà Sơn Đông này đó là cái tàu họ gọi là một như là con gọi là hộ giấy, con cọp giấy thôi. Thành thử ra nói như vậy là cũng để mà gọi chính bên Việt Nam họ cũng còn chê chiếc tàu này nữa. Thì thưa quý vị, sau khi mà Tập Cận Bình gọi là dương oai diệu võ, rồi vào ngày 17 tháng 12 thì cho gọi là chính thức mà khai trương cái chiếc tàu Sơn Đông, chiếc tàu hàng không mẫu hạm lần đầu tiên người tàu chế. Thì vào ngày 20, ông Tổng thống Trump á, ông chính thức khai trương cái lực lượng không gian. Thì trước đó là vào tháng 8 thì họ đã thành lập rồi, nhưng mà bây giờ mới chính thức, ông Tổng thống mới chính thức gọi là khai trương cái lực lượng không gian. Thì cái lực lượng không gian này nó có tên là Space Corps, tức là nó thuộc vào cái bộ chỉ huy không gian Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên nước Mỹ có một cái đơn vị, trong vòng 70 năm qua có một đơn vị mới gọi là lực lượng không gian. Tức là làm sao? Họ nghĩ rằng là cái không gian này đó, thì nước Mỹ đó, mặc dù bây giờ chưa kiểm soát hết, nhưng mà nước Mỹ sẽ cố gắng làm sao để rồi nước Mỹ dẫn đầu
cái vấn đề mà kiểm soát không gian. Và cái lực lượng không gian này thì sẽ do ông tướng không quân John J. Raymond chỉ huy. Và cái lực lượng này có đến 16.000 nhân viên. Như lời của ông Tổng thống nói đó, giữa mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta, sự vượt trội của Mỹ trong không gian là vô cùng quan trọng. Rồi ông nói chúng ta đang dẫn đầu nhưng chúng ta không dẫn đầu đầy đủ. Và nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn thì chúng ta sẽ dẫn đầu rất nhiều. Thành thử ra Mỹ bây giờ có thêm một cái gọi là cái lực lượng không gian. Tôi còn nhớ chỉ nhắc là thôi quý vị rằng là thời ông Reagan á, Mỹ có cái Star Wars đó, chiến tranh không gian đó, đó làm cho nước Nga, khi đó là Liên Xô chạy theo và chạy theo đuối quá thì chết, năm nay vỡ. Thành ra bây giờ Mỹ có một cái lực lượng không gian có 16.000 người, đương nhiên là không đưa người lên ở trên cái để mà đánh nhau đâu, nhưng mà cái lực lượng đấy có đến 16.000 người và hoạt động. Và Mỹ bây giờ đã chi ra là 40 triệu đô la để bắt đầu cho cái lực lượng không gian này sử dụng. Và biết đâu tàu cũng sẽ là mới đó bắt chiếc Mỹ để mà chế chiếc tàu hàng không mẫu hạm đó. Và bây giờ là tàu là cái nước thứ hai ngang hàng với nước Anh là có hàng không mẫu hạm. Nước Mỹ có 11 chiếc, nước Anh có 2 chiếc, nước Pháp chỉ có 1 chiếc, nước Nga mạnh như vậy đó chỉ có 1 chiếc hàng không mẫu hạm đó. Nước tàu của Tập Cận Bình có đến 2 hàng không mẫu hạm, nhưng mà như cái báo ở bên Việt Nam có nói rằng nó là con cọc giấy mà thôi. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng chờ xem. Và cuối cùng là tin Úc. Thưa anh, cháy rừng ở Úc trong thời gian qua gây thiệt hại về nhân mạng cũng như tài sản. Anh nghĩ gì về người ta lên án Thủ tướng Morrison đi nghỉ mát và biểu tình trước nhà ông cho tới khi ông trở về? Thưa quý vị, tính cho đến trong cái mùa hè năm nay, cái việc cháy rừng ở trên khắp nước Úc đã gây thiệt hại cho khoảng gần 1.000 căn nhà. Cho đến hôm nay là trên 920 căn nhà bị cháy và đã có 9 người chết. Riêng ở New South Wales là vào hôm thứ Sáu là có 2 người chết. 2 nhân viên chữa lửa trong khi đang đi chữa lửa, đang thi hành nhiệm vụ để cứu người, cứu tài sản của nhân dân thì họ bị một cái cây, tại vì nó cháy mà, nó rớt, nó đè xuống. Và khi họ đè xuống thì đè lên chiếc xe chữa lửa của họ thì chiếc xe nó bị lật. Và 2 người chết, 2 người đó cũng là mới trên 30 tuổi thôi, có con có cái, còn nhỏ, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Và sau đó, cách đây chừng 2 ngày, như là ngày Chủ nhật vừa rồi thì ở bên Nam Úc có thêm một người chết, nhưng mà không phải là người chữa lửa, tức là dân chúng thôi. Như vậy là có đến tất cả là 9 người chết rồi. Và đặc biệt là cái vụ chết 2 người lính chữa lửa vào tối thứ Năm đến sáng thứ Sáu thì chúng ta được biết và tuyên bố, và người ta lên án ông Thủ tướng Úc Morrison. Thì vào ngày thứ Sáu đó đang ở bên Hawaii thì ông apologize, tức là xin lỗi, và cũng rất là lấy làm là gọi một cái việc đáng. Nếu ông nói nếu mà ông có thời giờ ông suy nghĩ lại đó thì có lẽ ông sẽ làm cách khác. Nhưng mà ông cũng có nói thế này là tôi nghĩ rằng người Úc á là người công bằng, người Úc rất là công bằng, và cũng hiểu rằng là tôi đã hứa với con của chúng tôi, ông có 2 đứa con gái nhỏ, tôi đã hứa với con gái tôi cách đây 7 tuần tôi sẽ đưa chúng nó đi nghỉ holiday, thì tôi phải làm cái công việc đó, giữ lời hứa, và tôi cũng thực hiện cái trách nhiệm của tôi đối với gia đình. Và khi đi thì đương nhiên là cũng có người thay thế, chỉ có một điều á là có lẽ là lần sau ông rút kinh nghiệm. Khi đi đó đương nhiên một thủ tướng mà đi ra ngoài quốc là luôn luôn có cái người gọi là gì, mình gọi là quyền thủ tướng, thì đương nhiên là ông Michael McCormack, tức là ông thủ lãnh của đảng quốc gia, đương nhiên ông đã làm quyền thủ tướng luôn luôn như vậy. Nhưng mà bởi vì ông không có nói, thành thử ra ông đã bị người ta lên án. Và tôi nghĩ rằng là ông về, và ngày thứ Bảy vừa rồi, tức là ngày thứ Sáu ông nói, thì ngày thứ Bảy ông đã về ở Sydney rồi, và ông đã tham gia với là bà thủ hiến của New South Wales để mà trong những cái công tác để mà giúp chống cái nạn cháy rừng. Và thưa quý vị, có lẽ là không có ở bên nước Việt Nam mà nếu mà nghe một vị thủ tướng mà đi nghỉ mát mà đã về hứa với con cái để đi rồi, và đương nhiên ông cũng là giống như mọi người thôi, ai cũng sao, ông là một nhân công làm việc thì có được nghỉ, thì ông đi nghỉ đúng cái lúc mà nó xảy ra cái tai nạn đó. Thành thử ra đó là một điều mà tôi gọi là đáng tiếc, nhưng mà ông không phải đáng tiếc, ông xin lỗi.
Thủ tướng xin lỗi thì việc đó không có xảy ra ở trong những cái nước mà độc tài đâu. Nhưng mà quý vị thấy rằng là ở nước Úc như vậy đó, là một cái người mà lãnh đạo đất nước là phải theo dõi mọi cái để chịu trách nhiệm, chứ không phải giống như Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng ăn lương hai lớp, ăn lương Chủ tịch, ăn lương Tổng Bí thư mà không có làm việc, trốn đâu, trốn đâu cả mấy tháng nay. Thưa quý vị. Thưa anh không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mời anh hát một cái bài Giáng sinh nào mà anh cho là thích nhất để tặng quý khán thính giả online trong dịp Noel. Anh có thể hát được. Vâng, thưa quý vị, thì đương nhiên là mời thì tôi không có từ chối đâu. Tại vì tôi cũng biết hát, mặc dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng biết hát. Và nhân dịp cái mùa Giáng sinh năm nay, tôi xin hát cái bài Silent Night. Cái bài này là do một cái ông linh mục người Áo mà ở bên Đức đó, thời đó thì là nước Phổ, nước Áo là họ làm là coi như họ cai trị nước Đức, thành ra cứ coi như là người Áo nhưng mà ở bên Đức. Thì trong cái ngày đêm mà Giáng sinh, gần đến Giáng sinh rồi, thì cái đàn gì đó, cái đàn ọt á, cái đàn ọt nó bị hư, thành ra ông yếu quá, thì ông mới có làm cái bài thơ Silent Night. Thì bây giờ ông mới chạy tới tìm cái ông hiệu trưởng và là thầy giáo mà dạy nhạc á, ông nói xin phổ biến cái bản nhạc của tôi đi để hát, mà phổ biến bằng để cho đàn guitar chơi chứ không phải cho đàn ọt. Thì chỉ trong một hai ngày họ làm được cái bản đó, và chính cái đêm năm 1818, thưa quý vị, cho là cách nay đúng 201 năm, bài này được hát bằng tiếng Đức, và sau này thì đã có những cái bài hát này đã được phổ biến trên thế giới, tiếng Anh rồi tiếng Pháp và tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi xin hát được hầu quý vị trong cái dịp Giáng sinh này cái bài hát Silent Night bằng ba thứ tiếng Việt. Chắc tiếng lần Pháp. Tới thì anh sẽ hát thêm tiếng Đức nữa nha. Không, chỉ hát được ba thứ tiếng thôi. Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đón với trời sẽ chữ đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ, cánh khuya giáng sinh trong chốn hang lửa, ơn châu báu không bờ bến, biết tìm kiếm của chỉ đến sẽ tơ nuôi khán mơ nuôi tu sơ tê tu hơ lui ô tu đơ la vierge et l'enfant saint petit si tendre et charmant. Dans de paix céleste, céleste de paix. Silent night, holy night, oh. Sleep in heavenly peace.
Cảm ơn quý vị. Merry Christmas and Happy New Year. Kính thưa quý vị, chương trình thời sự trong tuần đến đây chấm dứt. Vũ Hà xin chào tạm biệt và chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới bình an. Chào quý vị. Thưa quý vị, nếu quý vị thích chương trình thời sự trong tuần, xin hãy ghi danh, hãy subscribe ngay từ bây giờ.